Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe đến toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây nha quý cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay con có đến một địa điểm mới nha quý cô chú anh chị, vườn mới luôn nha, là vườn của anh Duy Khương. Ngày hôm nay anh có về số cây để giao lưu với cô chú anh chị mình rất là đa dạng nha cô chú anh chị. Đây mai vàng, cốc thái siêu trái với sam núi trái nha quý cô chú anh chị. Đây với cần thăng ghép cam Mỹ, me chua, bông trang, vàng lá nhỏ, đỏ lá nhỏ, đặc biệt là có một cặp sum rất là đẹp nha cô chú anh chị. Với phần cuối clip có một cây dạng niên tùng rất là to nha. Cây hoành to tàn lớn nha quý cô chú anh chị. Để con quay sơ lược tất cả những cây cho cô chú anh chị mình xem, rồi con sẽ cho cô chú anh chị mình gặp chủ vườn và biết thông tin chi tiết rõ từng cây nha. Rồi em chào anh Khương ơi. Dạ, chào kênh Lục Tỉnh Miền Tây ạ. Em Khương ở ấp Khánh, xã Vĩnh Thới, là Dung Đồng Tháp ạ. Dạ. Em có một số cây giao lưu vườn cô chú anh chị ạ. Thì nhà cũng nhà vườn mới lên clip lần đầu tiên nha với cô chú anh chị, nếu như mà có gì sơ sót thì mong với cô chú anh chị mình thông cảm nha. Rồi diêm mình em, cho xin cái số điện thoại giao lưu luôn anh. Dạ. Ha. Số điện thoại của em là 039 341 0909. Dạ, cũng là số Zalo luôn anh ha. Dạ. Rồi mình vô cặp mã số 1 luôn nha anh. Một cặp sum trái cây rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 1. Đây, cái này một cặp này nó cũng hao hao nhau, mình đo một cây được anh ha, rồi mình báo giá luôn nha anh. Để em đo thông số cây số 1. Trái rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Lộn ở trong này. Hoành nó 13 cm. Rồi, chiều cao luôn anh ha. Dạ. Chiều cao nó 25 ạ. Rồi, tán ngang luôn anh ơi. Tán ngang 35. Rồi hai cây nó cũng tương tự. Dạ, nha, hai cây này nó cũng xây xích đây. Cây này 10, cây này khoảng 8 à. Cô chú anh chị mình xem cây này, cái củ nó rất là to nha quý cô chú anh chị, gấp 3 lần tay cái em nha. Rồi mình quay một vòng rồi báo giá luôn anh ha. Dạ. Rồi, mã số 1 này em xin giao lưu là 700k. Em bao ship một cặp luôn. Rồi, mình đổi cây luôn anh ha. Số 2 là cây cốc thái siêu trái ạ. Gì số sẵn. Đây cây đang cho trái luôn nha quý cô chú anh chị. Mặt hẹo thì nó kéo liền hết rồi anh ha. Đây, mặt hẹo này, nó lành bon hết luôn. Mặt hẹo nó kéo rất là mạnh nha quý cô chú anh chị, những cái hẹo đầu cành nó cũng ruộng vô rất là mạnh luôn. Rồi cho em xin chiều cao nha với cái bành thân anh ha. Chiều cao của em nói là 36 cm. Dạ rồi. Tán ngang là 42. Hoành của em nó là 33 cm. Dạ rồi. Mã số 2 này em xin giao lưu là 400k. Bao phí ship toàn quốc luôn anh ha. Luôn. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Số 3 cũng là cây cốc thái luôn. Này là dọc cốc thái siêu trái anh siêu ha. Siêu trái không? Đây. Cây nhựa kéo rất là mạnh. Chiều cao nó được 37 cm. Tán ngang này có 26 cm à. Dạ, rồi hoành thân luôn anh ha. Hoành thân này nó được 38 cm. Dạ rồi. Mã số 3 này là 350k. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi cây luôn anh ha. Rồi đây là mã số 4. Cây dắt giót ngọn luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây này giống hình thú nha. Y gan như con thú luôn. Dạ. Anh ha, nó có cái mình luôn. Chiều cao nó được 34 cm. Dạ rồi. Vì chiều dài của như con thú này là được 24 cm. Rồi anh đo tổng cái mình thú luôn, mình đã đo bành eo anh ha. Dạ. Giờ quanh này nó là được tổng là được 42 cm. Rồi 42, anh Khương có trừ hao cho mình nha quý cô chú anh chị. Quần eo của nó được 29 cm rồi. Rồi mình quay một vòng báo giá luôn anh ha. Cây số 4 này em xin giao lưu là 350k. Rồi mình đổi cây luôn anh ha. Rồi mã số tiếp theo luôn anh Khương ơi. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 5. Cũng là cốc thái luôn. Cái này nó, chiều cao của nó là được 23 cm. Vành nó là được 40 cm.
Mã số 5 này xin giao lưu là 400k. Hệ thống 3 tuần tham tài đúng không? Dạ. Rồi đổi cây luôn anh ha. Rồi. Mã số 6 cũng là cây cốc Thái luôn. Đây có cái giọng mắt rất là đẹp luôn các anh chị. Chiều cao của nó là được 29 cm. Rồi mình hành luôn ha. Này được cũng 29 cm luôn ha. Cái heo là 29 anh ha. Dạ. Đây. Cây nó có cái giọng này của chú anh chị mình xem đây, cái giọng mắt rất là đẹp luôn các chú anh chị. Đây. Có nguyên cái co luôn, cây này mình treo bonsai rất là đẹp. Rồi quay một vòng báo giá luôn anh ha. Cây số 6 này em giao luôn là 300k. Báo ship cũng toàn quốc luôn. Rồi, đổi cây luôn anh ơi. Số 7. Cây xanh trái. Xanh mới trái anh ha. Cây có cái co lắc rất là đẹp, em biết của chú anh chị. Cái này của chú anh chị mình chốt về mình nuôi, mình điểm thêm một cái dây nữa là cái này nó rất là mạnh. Rồi, đổi hộp số luôn anh ha. Chiều cao là nó được 18 cm. Rồi, có cái tán dài chứ kìa. Tán dài là nó được 37 cm. Nó được 19 cm. Rồi. Mã số 7 này em xin giao lưu 400k. Rồi, đổi cây luôn anh ơi. Số 8 cũng là một cây sam núi trái, trái luôn. Cây đế sổ dài nhiều. Rồi. Chiều dài của nó là được 38 cm. Rồi. Cao là được 32 cm. Rồi, đo bằng thân luôn anh ha. Nó được 19 cm. Dạ, đâu mình đo ngay cái vị trí này thử anh ha. Đây. Mình đo cái chỗ chính giữa hai cái tược đó mình đo cái được bao nhiêu anh ha. Nó cũng 20 cm à. Dạ, 21 luôn nhưng mà trừ hao là 20 anh ha. Dạ. Rồi, quay một vòng báo giá luôn nha. Mã số 8 này là xin giao lưu 450k. Rồi em đo thử từ cái chỗ mình đo bành nó tới mặt chậu cái bộ đế sổ của nó được bao nhiêu nha. Được 14 cm. Rồi. Xin đổi cây ạ. Rồi, số 9 là một cây me chua. Cây đã được vô một cái dây rồi nha quý chú chị. Cái dáng bài rất là đẹp. Rồi mình đo hộp số luôn ha. Rồi đếm đo. Chiều cao là nó được 44 cm. Dạ rồi. Quay này là nó được 76 cm. Rồi mình đo cái vành eo trước rồi mình hãy đo vành cũ anh ha. Vành eo là nó được 18 cm. Rồi. Rồi tổng cái vành cũ thì nó được bao nhiêu? Tổng củ đặc của nó là được 33 cm. Đâu anh đo thử ngang cái đường như vậy nè. Cho nó được bao nhiêu nha. Rồi. Đúng rồi. 35 cm. Dạ rồi. Mình bay một vòng báo giá luôn nha. Mã số 9 này em xin giao lưu là 900k. Rồi, em cũng bao hết toàn quốc luôn. Dạ rồi. Rồi mã số tiếp theo luôn anh ơi. Số 10. Số 10 cũng là một cây me chua luôn. Me gì này, me Thái hả? Me Thái, anh dạ, nha. Dạ, vì cây này me Thái. Cái đọt nó màu hồng đây quý dạ. Cô chú anh chị. Còn cái dòng me chua thì cái đọt nó khác hơn chút xíu nha. Đây đã có tài cảnh hết rồi cô chú anh chị, mình chốt những cây này mình về mình chơi đây rất là ok. Chiều cao của em nó được 30 cm. Rồi, tổng tán lá luôn đi anh. Tổng tán là 56 cm. Rồi, quanh. Đem đo cái eo này cái coi. Mình đo eo trước tiêu, mình đo mình khủng anh ha. Này nó được 14 cm. Dạ rồi, đo tổng của mình cũ luôn nha. Tổng mình cũ nó được là 29 cm. Dạ rồi. Mã số 10 này em xin giao lưu là 700k. Rồi, đổi cây luôn anh ha. Mã số 11 cũng là một cây me chua. Cũ rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị, cây cái đường thăng co lắc đường rất là đẹp cây.
Rồi cho em xin thông số luôn nha. Chiều cao là nó được 47 cm. Tán ngang là nó được 67 cm. Cái này mình đo tổng chỗ này đủ điện ha. Dạ. Tại vì cái chỗ này nó cũng phải có đo. Đây là nó được 24 cm. Rồi mình đo thử nguyên cái cục gù gì nữa ra nè. Nguyên cái cục gù của nó được bao nhiêu? Gù quái. Cục gù này nó được 28 cm. Rồi. Rồi, mã số 10 này, 11 này em xin giao lưu là 800k. Rồi, đổi cây luôn anh ha. Mã số 12 là một cây cần thân ghép cam Mỹ. Cần thân là cái ý nghĩa của nó là cần cù để cần thân tiến nha quý cô chú anh chị. Dòng cam Mỹ này là nó có trái là mình ăn trái được luôn nha. Thân lên tới Mỹ. Này là cũng như là mình thân lên là tới Mỹ luôn nha. Tại tiền USD. Chiều cao của nó là được 27 cm. Rồi. Ngang của nó là được 26 cm. Mình đo vành này hay khó đo, mình đo nguyên đo cái tổng này luôn đi anh ha. Rồi xong mình đo vào đĩa sổ của nó. Đúng tổng rồi. Của em nó là được 20. Rồi. 20 cm. Anh đo từ chỗ đo vành tới mặt chậu thử coi được bao nhiêu ha. Cái này là nó chiều cao sổ là được 12 cm. Đây đĩa sổ rất là đẹp. Cây này nó rất là nở hậu. Cây số 12 này em xin giao lưu là 400k. Không bao ship toàn quốc. Rồi mình đổi cây luôn anh ha. Cũng là một cây cần thân ghép cam Mỹ nữa. Mã số 13 anh ha. Mã số 13. Cái này cô chú anh chị mình chốt về mình chơi thời gian là mình để bông mình lấy trái được nha cô chú anh chị. Cái này chiều cao của nó là được 21 cm. Chiều dài là được 30 cm. Cái này mình đo tổng hết luôn đi anh. Dạ. Đúng rồi, mình đo này tổng lên đi. Tại vì cây nó mấy cây này nó hơi khó đo đó quý cô chú anh chị. Là được 30 cm. Rồi, quay một vòng báo giá luôn anh ha. Mã số 13 này em xin vô luôn là 250k. Rồi quay đi anh. Rồi mã số 14. Bông trăng đỏ lá nhỏ. Dạ bông trăng đỏ lá nhỏ. Cây nó đang cho bông. Cây từng chậu rồi nha. Được 3 thân. Cũ đặt là 3 thân. Nguyên một bệ đặt luôn dạ, anh ha. Bệ đặt là nó được lên 3 thân. Thế nó rất là đều nha quý cô chị. Rồi cho em trên thông số luôn nha anh Thư. Mình quay qua cái mặt tiền mình đo thông số cho dễ nhìn anh ha. Rồi. Chiều cao của em nó là được 37 cm. Chiều tay ngang tán lá là được 50 cm. Em đo tổng cái đi. Cây đế rất là đều luôn anh ha. Tổng đế của em nó là 34 cm. Dạ rồi, hoành nguyên một bệ nạc. Dạ nguyên một bệ nạc. Còn một thân đại diện của nó là 13 cm. Đâu mình đo thử cái thân đại diện này, cái thân đại diện to này được bao nhiêu anh ha. Đúng rồi. Đây là được 19 cm. Rồi, mình quay một vòng báo giá luôn nha. Dạ. Cây 14 này em xin giao lưu là 900k. Bao ship toàn quốc. Mình kê cái ngón tay út vô những cái tay cành của nó anh ha. Mình hình dung cây tay cành rất là to nha quý chú anh chị. Đây. Có những cành nó muốn bằng tay út của anh Thương luôn rồi nha quý chú anh chị. Đây, cây này nuôi cũng rất là lâu rồi. Rồi, mình đổi cây luôn anh ha. 15 là cũng cây bông trang đỏ lá nhỏ. Cây này tay cành rất là to dạ. Mặt heo nó kéo muốn liền hết rồi nha quý cô chú anh chị. Cây này nuôi cũng thần chậu cũng lâu lắm rồi. Cây cô chú anh chị mình chốt về mình chơi mấy cây mà mini mình để bàn rất là đẹp. Rồi, mình cho số luôn nha. Chiều cao của em nó là được 28 cm. Tán ngang là cũng 29 cm. Hoành của em nó là được 10 cm. Dạ rồi. Mã số 15 là 250k. Em cũng bao ship toàn quốc. Rồi mình đổi cây luôn anh ha. 16 là cặp bông trang vàng lá nhỏ. Cặp này
cái củ đế này. Dạ, cặp này đế cũng được lắm. Rồi mình đo một cây đại diện cũng được rồi anh ha. Đây rất là to, chiều cao nó cũng bằng nhau nha cô chú anh chị. Được 14 cm. Rồi anh đo tổng cái củ thôi cho luôn anh ha. Đúng rồi. Tổng cái củ của em nó là được 31 cm. Dạ rồi, chiều cao luôn anh ha. Chiều cao của em nó là được 21 cm. Rồi, quay một vòng báo giá luôn anh ha. Mã số 16 này em xin giao lưu 400k một cặp. Rồi đổi cây luôn anh ha. Mười bảy là cây cốc thái. Cây cốc thái, thái siêu trái. Dạ, hình quái quái. Cây rất là to luôn của chú anh chị ơi. Rồi mình đo thông số luôn anh ha. Chiều cao của em nó là được 31 cm. Cái này như con thú vậy đó. Hoành em nó được 52 cm. Rồi, có chiều hao rồi anh ha. Dạ. Rồi, mình quay một vòng báo giá luôn anh ha. Mã số 17 này em xin giao lưu là 900k. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Mình đổi cây luôn nha. Mã số 18 cũng là một cây cốc thái luôn. Cây này nó dựng lên được 3 tuần. Dạ. Mặt cắt đây nó liền bon hết trơn. Chú anh chị mình coi cái mặt cắt cũ của nó đây. Nó kéo liền luôn, còn mặt cắt mới thì nó ruộng nhựa rất là mạnh nha quý cô chú anh chị. Rồi đo thông số luôn anh ha. Chiều cao của em nó được 25 cm ạ. Hoành của em nó là được 57 cm. Rồi mình bay một vòng báo giá luôn nha. Mã số 18 này em xin giao lưu là 700k. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Giá rất là dễ chơi luôn chú anh chị ạ. Rồi ở cây em đây. Mã số 19 cũng là một cây cốc thái nữa. Ngày hôm nay của anh Cương là cây là hoàn toàn sống khỏe 100% hết rồi nha quý cô chú anh chị. Cây này nó kiểu nó rất là quái. Rồi, xin đo thông số. Số luôn đi anh. Chiều cao là em nói được 21 cm. Là hoành của em nó được 41 cm. Mã số 19 này em xin giao lưu là 400k, em cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi mình đổi cây luôn ha. 20 cũng là một cây cốc thái luôn. Cây dốt ngọn rất là dốt ngọn. Chiều cao của em nó được 24 cm. Hoành của em nó được 30 cm. Dạ rồi. Mã số 20 này em xin giao lưu là 300k, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây luôn anh ha. Mã số 21 cũng là một cây cốc thái. Chiều cao của em nó là được 27 cm. Hoành của em nó được 34 cm. Dạ rồi. Mã số 21 này em xin giao lưu là 300k. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi mình đổi cây luôn nha. Mã số 22. Cây sâm trái. Cây này nó già mà nó đế sổ quá dữ luôn. Rồi đo thông số luôn anh ha. Chiều cao của em nó là được 25 cm. Em nó được 27 cm. Hoành luôn. Đó mình đo cái hoành eo đi anh. Cái này luôn. Ờ đúng rồi.
nó là được 14 cm. Rồi, đó, anh đo từ chỗ đầu bành xuống cái bàn chậu đó. Đây, cái sổ. À, nó được 14 cm. Mã số 22 này em xin giao lưu là 500k, em không có xuất toàn quốc luôn. Rồi, đổi cây lên ha. Rồi, mã số 23 cũng là cây me chua. Thì dáng nó độc đáo. Dáng rất là. Rồi, đo hông số luôn ha. Chiều cao của em nó là được 39 cm. Tán ngang của em nó là được 45 cm. Rồi. Ngay cái eo nó đi. À, 21 cm. Củ em nó là được 25 cm. Rồi mình đo chùm cái cục quái này anh ha. Đây. Mình đo chùm gì nè. Đây nó được bao nhiêu anh ha? Đúng rồi. Cục quái này được 34 cm. Rồi, bay một vòng báo giá luôn nha. Mã số 23 này em xin giao lưu là 750k, em vào ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi cây luôn anh ơi. Mã số 24 là cũng là một cây me nữa. Rồi, đo hông số luôn ha. Chiều cao của em nó là được 27 cm. Cái ngang của em nó được 36 cm. Này, của em nó là được 23 cm. Mình chỉ hai cộng dây nhôm mình tính 22. Dạ, 22 cm. Rồi, quay một vòng báo giá luôn nha. Mã số 24, em xin giao lưu là 750k, em cũng vào ship toàn quốc luôn. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, mã số tiếp theo luôn Thương ơi. Mã số tiếp theo là mã số 25, là một cây mai vàng. Cây mai vàng hình thú luôn. Đế rất dạ, là bắp không? Cờ bắp thì gan như một anh chàng lực sĩ anh ha. Rồi, anh cho em xin cái chiều cao với tán ngang trước anh ha. Chiều cao của em nó là được 97. Rồi, tán lá luôn đi anh. Tán lá của em nó là được 87 ạ. Đây mặt bên này là cái mặt tiền. Rồi đo bình thân anh ha. Bình thân của em nó là được 38 cm ạ. Rồi anh đo tổng cái hoành đế nổi của nó đây được bao nhiêu anh ha. Tổng hoành đế của nó là được 109. Đế rất là tròn quý anh chị. Đầu anh vào bên này anh đo thử cái cộng đế này, anh đo từ cái mặt này qua tới mặt bên này cái nó được bao nhiêu anh ha, đụng đất luôn anh. Đụng xuống chắc chầm luôn. Trên đây mình đè xuống cái được bao nhiêu anh ha? Là được 22 cm. 22 cm quý anh chị. Đây rất là đẹp nha quý anh chị. Rồi cho em xin giá giao lưu luôn anh dạ, Thương ơi. Mã số 25 này em xin giao lưu là 3.500.000, và khi đi em sẽ rút chậu nha. Bó bầu. Bao ship 300 dạ, ba ship 300 cây số ạ. Dạ rồi. Vậy mình vô cây tiếp theo luôn anh dạ, ha. Dạ, cây tiếp theo là một cây tùng dạng niên tùng ạ. Hoành nó bự lắm. Hôm nay thì rất là dày đặc cho quý vị. Rồi cho em xin chiều cao bắt ngang trước là tôi nha. Chiều cao của em nó là được em có đo trước là được 4.5 m ạ. Dạ rồi, còn tán ngang bao nhiêu anh? Tán ngang này nó được 1.6 m. Rồi mình đo cái vạch lên.
quanh cũng được 64 cm. Dạ rồi, đo tổng cái bình cũ được bao nhiêu anh ha? Nguyên cái cũ như đặt như là cũ đặt nó được 100 ạ. Rồi anh để công thức dây đó đi anh. Để đế ở dưới còn nữa nha, với tôi chú anh chị. Còn cái này là anh Phương anh đo là anh cho chị Hao đó nha. Chứ nó như mà đo chùm xuống dưới thì nó chẳng còn to nữa nha, với tôi chú anh chị. Đây, cái mặt bên đây những cái cục này thì nó đưa cái y gan ao ao như là nó cú. Đây, cô chú anh chị mình nhìn cái dàn xương ở trong là tay cành là nó đóng rõ ràng nha, với tôi chú anh chị. Này, thì những cái cây lớn như vậy mà thì anh Phương không có đưa lên bàn quay được đó. Nếu như mà cô chú anh chị mình có chốt cây có thể liên hệ vào số điện thoại nằm trên tiêu đề màn hình nha, với cô chú anh chị. Để anh Phương sẽ chụp cho cô chú anh chị mình 1-2 tấm ảnh rõ ràng để mình chốt cây nha, với cô chú anh chị. Đây, cành rất là to, rất là rõ ràng. Đế thì rất là đều luôn nha. Mình đo cái đường kính mặt bầu giúp em anh ha. Là được 94 cm ạ. Rất là đẹp luôn quý chị ơi. Rồi cho em xin giá giao lưu cây tùng mã số cuối clip luôn. Dạ, mã số cuối clip cây tùng này em xin giao lưu là 25 triệu ạ. Mình bao ship như thế nào anh ha? Em bao ship 300 cây số ạ. Cây rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi, này. Gió ngọn đi thi gian nhập thành không luôn nha. Rồi cuối clip mình chào khán giả luôn ha. Dạ. Cuối clip em xin chào khán giả, mà em mới lên cái clip đầu tiên, rất mong được cô chú ủng hộ và có điều gì sơ sót xin cô chú vô tình bỏ qua cho. Dạ, xin cảm ơn ạ.